Dạ, xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống của Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của em Hằng, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây bạch mai tân tân, cúc hoa hồng thanh tú, ở với lại một số cây cúc vạn phúc, cúc đợt đỏ, khá là nhiều dòng cúc bông đẹp đó cô chú anh chị. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho em Hằng luôn ạ. Dạ, bây giờ thì em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip chia sẻ hôm nay của kênh Cuộc Sống của Hậu Giang luôn ạ. Chị xin chào em Hằng ơi. Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị theo dõi kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và em là Hằng, số điện thoại của em là 0388 518 535. Đầu tiên em có một cặp vàng huyết long và cúc 2 tầng ạ. Dạ. Cặp hàng trên mini để bàn nha với cô chú anh chị. Rồi, bên đây là cây cúc 2 tầng. Đã liền cúc hết trơn rồi cô chú, hoành khoảng 5-6 ạ. Bên đây là cây vàng huyết long, đế đẹp mà cũng liền tốt luôn đó cô chú. Dạ, cao cây của bên em là 58. Em xin giao lưu cặp hai giống này với giá là 350 ạ. 350 một cặp. Cái này cũng đã liên lạc hết trơn rồi quý cô chú anh chị, về mình trồng đất được hoặc là mình chơi tết ok lắm luôn ha, hàng già mùa. Rồi, chị đợi ha. Dạ. Dạ. Mã số 2A em có một cặp hoàng huyết long và cúc thảo hương ạ. Dạ. Mỗi một cặp hai giống luôn nha cô chú anh chị. Cao cây bên em là 43. Em xin giao lưu cặp hai giống này với giá là 300 ngàn. 300 cho chú nhỉ. Cây này dạ. Cúc họ hương, hoành không có lớn nhưng mà liền cốt. Để với mai muốn gửi cho cô chú anh chị. Bên đây cây ngoài quyết không? Dạ. Dạ, chị xin giá 300 ngàn. Dạ, 300 ngàn ạ. Mã số 2A. Mã số 3A em có một cặp hai giống cúc đọt đỏ và cúc tiếp ạ. Cao cây bên em là 45. Em xin giao lưu cặp hai giống này với giá là 300 ngàn. Dạ, mùa đấy ngon luôn quý cô chú anh chị, liền tròn kép luôn rồi ha. Đấy đẹp. Và bên đây cúc đợt đỏ. Cây này cũng đang đi cơ đợt đỏ tương luôn quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Đỏ luôn nha. Mã số 4A, em có một cặp bông đợi bông và cúc đợi cúc họ hương ạ. Đây cũng một cặp hai giống đó cô chú anh chị, cây nào cũng phân chia cành điệu hết trơn. Cao cây bên em là 57. Em xin giao lưu cặp hai giống này với giá là 300. Cây này cúc họ hương nha cô chú anh chị. Còn bên đây cây bông đợi bông ha. Dạ. Bông đợi bông là đấy nơ luôn nha cô chú. Cây nào cũng già mùa liền lạc, trồng biết cái cây mùa. Rồi 300 ngàn cây mã số 4. Dạ, mã số 4A ạ. Dạ, mã số 5A, em có một cặp hai giống thảo hương và hoa hồng ạ. Rồi cây này cũng không lùng liền hết trơn rồi quý chị nha. Dạ, chị xin số đo luôn nha. Dạ. Cao cây của bên em là 46. Phân chi tràn đều nối luôn quý chị. Hoành thì dao động cỡ khoảng 5, 6, 7 nha quý cô chú. Bên đây là cây cúc hoa hồng thanh tú, cũng có củ đế luôn ạ. Dạ, có củ đế luôn. Còn bên đây là cây cúc họ hương liền cốt. Em xin giao lưu mã số 5A này với giá là 280.000 ạ. Dạ, 280. Mã số 6A, em có một cặp tây thi và cúc họ hương ạ. Dạ, cũng là một cặp hai giống nha cô chú chị, vừa lấy bom và vừa chơi tết, hàng mini ha. Cao cây của em là 43. Cái phong tàn tròn luôn nha cô chú anh chị, lùng liền nha. Dạ. Trồng nó liền cố luôn cô chú anh chị đấy nè. Hôm nay cúc tê thi cũng liền lạc luôn rồi với cô chú anh chị. Quanh thân là khoảng 5-6. Rồi xin chị xin giá luôn nha. Dạ, em xin giao lưu giá là 280.000 luôn ạ. Dạ, mã số 6A. 28 một cặp, hai giống. Rồi. Mã số 8A em có một cặp hoa hồng và cúc họ hương ạ. Cây này phong cao hơn xíu thôi chú anh chị. Cây này mình lấy bo được cũng khá cô chú anh chị, vài chục bo nha. Cao cây với mình 54. Dạ. Bên đây cúc họ hôn tàn đều hết trơn rồi quý chú anh chị. Liền chột giác luôn nha, hoành thì khoảng 5-6. Bên đây cúc hoa hồng.
cũng liền chọc ghép thôi cô chú anh chị. Dạ, em xin giao lưu mã này với giá là 300 nghìn ạ. Dạ, 300 nghìn được 2 giống luôn nha cô chú. Dạ, chị đổi luôn nha. Số 9 ra em có một cặp cúc VIP và cúc tư long ạ. Cây này cũng không cao đúng không cô chú anh chị, điền tài đúng nha. Khá là cao. Cây okay, của em là 52. Em xin giao lưu giá của cặp bơ này với giá là 300 dạ 350 ạ. Bên này là cúc tư long nha mấy cô chú anh chị. Cúc tư long cây này cũng củ đế luôn nha, củ hoành cái khoảng ngón cái nha cô chú anh chị, 78 nha. Còn bên đây là cây cúc viết đế là tế quái luôn nha cô chú. Ơ hoành là 11 luôn chứ. Liền đây liền đặt cái bo ghép luôn. Dạ rồi. Dạ giá 350 ạ. Dạ. Rồi chị đổi nha. Dạ. Mã số 10A em có một cặp hoa hồng thanh tú ạ. Cúc hoa hồng thanh tú. Giờ mình vô chỗ mini mình chơi top nha mấy cô chú anh chị. Cao cây game là 45. Cây này nó có cái củ đó. Ủa đó bên là 12. Hoành thân thì chắc khoảng 78 như thế này chứ anh chị. Bên đây thì cái chọc ghép nó cũng muốn liền lại cho chọn ghép nữa chứ. Hoành bên đây khoảng 26. Dạ, em xin giao lưu với giá là 280 ngàn ạ. Đang đi cây đọt mút được luôn nha cô chú. 280 một cặp của Hoành Thanh Tú. Dạ. Rồi, chị đã nha. Mã số 11A em vẫn là một cặp hoa hồng ạ. Cái này thì phong cao hơn đó với cô chú anh chị. Cây nào cỡ tương đương ạ. Cây của em là 57. Em xin giao lưu giá của cặp này với giá là 350 ạ. 350 toàn thân đều tàn luôn nha cô chú. Cây này giờ có củ đế ở quanh thân chắc khoảng 78 rồi luôn chị nha. Đang mini chơi tết. Mình giao lưu giá như em. Dạ, em xin giao lưu giá 350 nghìn. Dạ. Mã số 12A em có một cặp hoàng huyết long và bạn Phúc ạ. Dạ, cặp này thì lớn hơn xíu nha quý cô chú anh chị. Cây bên này tàn đều hết trơn nha cô chú. Cao cây của em là 41. Hoàng huyết long là 41, còn bạn Phúc là 61 ạ. Dạ. Cây nó có củ đế thì em đặt đi. Này đế lơm nha cô chú anh chị. Dạ, củ đế 14 ạ. Liền lọt hết trơn mỗi cô chú. Cái này 12 giúp em. Em xin giao lưu cặp mã số 12A này với giá là 450 nghìn ạ. Cục đế đẹp đế quái nha cô chú anh chị ha. 450 là mình có một cặp hai giống liền cốt nha cô chú anh chị. Giờ trồng đất mình vừa chơi tết luôn ha. Cái bên đá đều tàn lắm mấy cô chú anh chị. Em cầm một cây quảng phúc ra ngoài cho cô chú chị. Hàng rất là đẹp luôn cô chú chị. Rồi. 450 mã số. Mã số 12A ạ. Rồi chị đổi luôn nha. Dạ. Mã số 13A. Em có một cây cúc gia định và một cây cúc nhị đỏ ạ. Cái này tàn đều nha cô chú chị. Bên đây là một cây cúc nhị đỏ. Bên đây cúc gia đình. Bên đây ghép cái gốc mai vàng ha cô chú anh chị. Hai con. Hoành thân là 9 ạ. Hoành thân là 10 rưỡi. Bên đây thì chỉ có một bo ha cô chú anh chị. Cao cây với mình 55. Cặp này em xin giao lưu với giá là 350 ạ. Mã số 13A. Dạ 350 một cặp cũng được hai giống nha quý cô chú. Dạ, mã số 14A em có một cặp hai giống tiếp tục ạ. Một cây thọ hương và một cây cúc tư long. Dạ, cây nào cũng đều tàn hết trơn rồi quý cô chú anh chị. Cây này phong cao tàn không luôn nha. Cao cây của em là 59. Cốt đá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Củ của em 12 ạ. Hoành thân thì chắc cũng khoảng 56 nha cô chú. Cây này nó cũng
có cái ID. Dạ 15 rưỡi. Cái này của mình hơn 56 ha. Em xin giao lưu giá của cặp này với giá là 380 ạ. Dạ 380 càng thông điều càng nha. Dạ chị đổi luôn ha. Dạ. Mã số 15A em có một cây cúc vạn phúc ạ. Cây này mình vô dây chỉnh sửa tàn dù là ok hết của chú anh chị. Hoành thân rất là 12. Cao gãy của em là 43. Tán ngang có là 49. Em xin giao lưu cặp. Ôi là không, xin giao lưu mã số 15A này với giá là 400 ngàn ạ. Dạ 400 đi cho chú anh chị. Cúc vạn phúc da mùa. Mã số 17A em có một cái cúc thọ hương ạ. Dạ cái này tàn đều luôn rồi chú anh chị, cúc thọ hương. Quỳnh Thân cho em nhỏ thôi. Quỳnh Thân là 7. Theo em có là 55. Tháng ngày của em là 53. Em xin giao lưu cây cúc họ hương này với giá là 250 ạ. Mã số 17 à. Điều đàn luôn nha cô chú chị. Dạ. Dạ đây cũng là cây cuối clip anh em. Em xin chúc quý cô chú nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống ạ. Dạ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.